Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình đăng tải cho anh em xem một clip về tàu cá mình chụp hạ thủy nha anh em. Đây là tàu cá của anh Tài ở tại Bình Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tàu cá của anh Tài dài 25m7, rộng 6m8 và tâm hạ 3m7 nha anh em. Tàu cá mình chụp của anh Tài đang đóng tại xưởng tàu Thanh Tú của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay là ngày hạ thủy tàu cá của anh, cho nên là mình sẽ đăng tải ghi lại nội dung và đăng tải cảnh hạ thủy tàu cá dài 25m7 làm ngờ mình chụp cho anh em xem. Tàu cá của anh sử dụng hai động cơ thủy, mỗi động cơ 600 mã lực và một động cơ 500 mã lực, có nghĩa là động cơ chạy dành cho tàu cá là 1.001 mã lực nha anh em. Đây công tác đang cắt cái sợi dây cáp để hạ thủy con tàu nè anh em ơi. Xin mời anh em cùng quan sát cảnh hạ thủy của con tàu nha anh em. Quá nhẹ nha. Ok, chúc mừng anh. Thành công rất đẹp, quá hay. Rồi. Quá đẹp, cho các cậu ra nhìn tí nào. Ừ, xì hơi đang xì lỏng mà. Kéo lên. Phát một liền. Có lý liền. Xả nó ngược lên. Lên trước luôn anh ơi, chạy tới trước luôn anh ơi, chạy tới trước luôn.
ra không?